Xin chào các bạn đã đến hoặc quay trở lại với TNC Channel. Đầu video mình lại phải tâm sự với anh em cái này. Đó là mình không thích. Mình rất không thích LG. Anh em biết sao? À không, không phải là mình không thích cái hãng LG hay là mình không thích những sản phẩm của họ, mà là mình không thích cái cách mà LG đối xử với cái màn hình này. Anh em nhìn thấy không? Một chiếc màn hình đường đường có cái tên là LG 27UP850-VK. VK tức là viết tắt của gì? Là của White. Là màu trắng anh em, nguy te. Thế mà anh em nhìn này, đằng trước màu đen. Mấy cái viền màu đen. Thì thời buổi bây giờ cái màn nào nó chả thế. Màn nào chả viền siêu mỏng. Viền siêu mỏng là muốn giấu cái panel đi, cái tấm nền đi, lại phải làm cái viền màu đen cho nó đồng màu với tấm nền. Nhìn cho chung nó chả viền. Thì cái này tạm chấp nhận đi. Nhưng cái chân đế, chân đế màu ghi nó màu trung tính, nằm giữa trắng với đen, nó lẫn lộn, thế không nói làm gì. Nhưng mà cái phần nối từ chân đế ra màn hình, nó có một cái thanh ngang, nó lại là màu đen. Nhưng mà chưa hết, cái cọng dây nguồn đi kèm cái màn hình này cũng lại là màu đen. Thôi thì HDMI với cả DisplayPort đi kèm màu đen là không nói làm gì. Nhưng mà đấy, nó cứ trắng đen lẫn lộn hết cả gì. Thế thì cái màn hình này ngoài cái việc trắng đen lẫn lộn ra thì nó còn cái gì hay không? Intro cái rồi chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Để nói về 27UP850-VK thì đầu tiên chúng ta hãy nói về kích thước. Kích thước của nó thì như mọi người đã thấy, cái tên nói lên tất cả, 27. 27 là 27 inch. Kích thước màn hình 27 inch, độ phân giải của nó là 4K. Với tầm giá tiền gần 10 triệu đồng, khoảng 10 triệu, 9 đến 10 triệu gì đấy. Nói chung là giá mỗi nơi mỗi khác, mỗi thời điểm mỗi khác, nhưng mình không nói chính xác được. Anh em quan tâm ý, thì đường link dưới phần mô tả luôn luôn cập nhật giá chính xác cho anh em luôn. Và thậm chí là nếu như mà anh em muốn giá tốt ý, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với TNC Store nhé. Rồi, quay trở lại với chiếc màn hình này. Thì nói đến đâu rồi nhỉ? 4K IPS LCD. 10 bit màu HDR400, tức là chiếc màn hình này sẽ có độ sáng rơi khoảng 300 nit. Và nếu anh em bật HDR 300 đến 350 nit nhé, và anh em bật HDR lên thì nó sẽ có độ sáng max tối đa lên tới là 400 nit. Nói chung là cũng được cho một cái tấm nền màn hình 4K. Thế thì có gì nữa mà nó đáng giá đến tầm giá khoảng gần 10 triệu thế nhỉ? Còn nhiều thứ, còn rất nhiều thứ để chúng ta có thể nói đến. Hãy nói thiết kế nhé. Thiết kế thì anh em thấy đây, 27 inch viền đen, rồi thì viền siêu mỏng các thứ, cái này quá bình thường rồi. Chân đế của nó vẫn là cái dòng chân đế gọi là rất quen thuộc, hình bán nguyệt, hình vòng cung, hình cây cung, hình lưỡi liềm. Nói chung là có rất nhiều cái tên anh em thích gọi như nào gọi. Nói chung là đây là cái chân đế rất là đặc trưng của LG này. Và với cái chân đế như thế này thì chiếc màn hình chúng ta nhìn phát biết ngay đây là một chiếc màn hình đồ họa. Và màn hình đồ họa chúng ta sẽ không đòi hỏi quá nhiều về cái tần số quét. Tần số quét của nó có 60Hz thôi, một tốc độ phản hồi là 1 ms GTG. Mặt sau của nó thì vẫn là cái kiểu thiết kế rất là quen thuộc của những chiếc màn hình dòng UP này đến từ LG. Đó là hoàn thiện nhám với tông màu trắng, mà không phải là trắng tinh đâu, không phải trắng kiểu trắng gì nhỉ? Quanh đây có gì trắng đây mình thải đấy anh em. Đại khái là trắng hơn tất cả những thứ mà xung quanh mình anh em nhìn thấy trong khung hình này. Nó là một màu trắng. Nhưng mà nó lại không trắng tinh. Thế mà lạ. Đấy là về cái màu nhá. Hoàn thiện nhám nhám này. Đó, tránh bám vân tay, nhưng đổi ngược lại, nếu như mà nó bị bẩn đấy thì rất là khó vệ sinh, cho nên anh em sẽ phải lo bằng khăn ướt. Rồi, tiếp theo nữa về cổng kết nối thì lại là một điểm cộng khi mà chúng ta có hai cổng HDMI 2.0 và một cổng DisplayPort 1.4. Nhưng chưa hết, chúng ta sẽ có thêm hai cổng USB Type A. Tuy nhiên anh em lại không thấy một cổng USB Type B upstream nào cả, tức là anh em không có chỗ nào để cắm USB Type B để nối từ PC lên, nhưng anh em lại có một cổng USB Type C. Cổng USB Type C này sẽ giúp anh em có thể xuất được hình ảnh từ những thiết bị hỗ trợ, ví dụ như là MacBook này, những chiếc Ultrabook này, nó hỗ trợ xuất hình ảnh DisplayPort qua USB Type C để anh em cắm vào đây là xuất luôn. Nhưng chưa hết, cổng USB Type C này còn hỗ trợ Power Delivery, truyền tải điện năng với công suất lên tới là 90W. Tức là anh em có thể sạc được gần như tất cả các loại MacBook hiện nay trên thị trường
gần như rồi nhá. Bên cạnh đó anh em có những thiết bị ngoại vi, ví dụ là điện thoại này hay là máy tính bảng này sạc thoải mái, và kể cả là một số mẫu laptop gaming hiện nay mình thấy là cũng có hỗ trợ sạc power delivery đó. Tuy nhiên thì nó sẽ đòi dòng sạc hơi cao 100W, nhưng mà nó cung cấp đến 90W cơ mà. 90W anh em sạc được rất nhiều thứ nha. Rồi tiếp theo nữa đó là cái chân đế. Chân đế này thì sẽ sử dụng cái hệ thống bắt vào màn hình với một cái ngàm, một cái lẫy. Anh em chỉ cần gạt nhẹ ra thôi là anh em sẽ gỡ được ra, và bên dưới nó sẽ là cái ngàm VESA để anh em có thể gắn vào những cái tay arm rất là tiện lợi. Tuy nhiên thì nếu như anh em không cần tay arm ấy, thì chiếc màn hình này vẫn trang bị cho anh em đầy đủ những cái góc để anh em gọi là công thái học một chút. Ví dụ như là nâng hạ này, xoay trái xoay phải này, xoay dọc luôn, xoay dọc cả hai chiều luôn, và ngửa úp, đó, đầy đủ luôn. Và đó là về thiết kế nha. Tuy nhiên có một cái điểm trừ rất lớn ở trong cái thiết kế của chiếc màn hình này mà mình phải nói là mình cũng không thích lắm. Đấy là mặc dù cái trụ đế của nó rất to, mọi người nhìn thấy ở đây, nó rất to. Nó to gần bằng to bằng cái này. Cái đấy thì chắc là không bằng đâu, nhưng mà cái này thì bằng. Đấy. Đấy. Thì mặc dù to như vậy, nó lại hoàn toàn không có lỗ đi dây. Mà anh em muốn đi dây với chiếc màn hình này, anh em phải có một cái phụ kiện anh kẹp vào. Nói chung là nó không được gọn gàng lắm ấy. Nhưng mà anh em thấy tại sao mà mình để ở đây mà nó vẫn gọn không? Tại vì mình phải dùng một cái dây cuốn đằng sau buộc vào ấy, buộc vào cái chân đế ấy. Nhưng mà thôi, đấy là trick. Nói chung là anh em setup vào kiểu gì sẽ có cách làm cho nó gọn thôi. Rồi, đó là về thiết kế bên ngoài. Vậy thì cái tấm nền này như mình đã chia sẻ, 10 bit màu, 1,07 tỷ màu, cộng với cả là độ phủ màu khá là kinh khủng khiếp. Đó. Thì chúng ta sẽ có khả năng thể hiện như nào? Chúng ta sẽ không nói về cái câu chuyện là thông số ở trên này nữa. Mình có ngay thông số ở đây nhưng mà mình sẽ không đọc nữa, mà mình sẽ test thẳng cho anh em cùng xem luôn. Bởi vì đây là một chiếc màn hình đồ họa mà, chứ không phải là một chiếc màn hình gaming. Cho nên là well, chúng ta sẽ cùng đo đạc một cách cẩn thận em nó xem như thế nào nhé. Vâng. Và về khả năng hiển thị màu sắc thì nãy giờ anh em xem cái quả demo 4K thế giới động vật ở trên YouTube này cho anh em cũng thấy rồi. Nhưng mà dù sao thì thấy qua video nó cũng không thể nào mà thể hiện được một cách đích thực về cái khả năng hiển thị trước màn hình này. Bởi vì dù sao thì qua cái máy quay của bọn mình nó cũng bị đẹp ấy anh em. Anh em có công nhận không? Dạo này TNC Channel quay đẹp vãi chưởng, đặc biệt là màn hình xấu cũng thành đẹp. Nhưng mà quan trọng nhất ấy là chúng ta có phần mềm để đo đạc cho nó chuẩn, lời nói phải uy tín. Tại sao mình bỏ qua những cái phần mà nói về thông số các thứ? Tại vì là cái thông số đấy anh em hoàn toàn có thể tự xem được trên Google. Chúng ta ở đây nói tiền tươi thóc thật, nói sự thật. Đây là cái không gian màu CE1976. Đó, anh em có thể nhìn thấy cái vùng màu mà chúng ta quan sát được ở đây. Rất rộng đúng không ạ? Và đây là những cái gọi là hệ màu. Ví dụ sRGB là tam giác xanh lá cây này, đó. Adobe RGB là cái tam giác màu tím này. DCI-P3 là xanh dương này. Rồi thì NTSC là màu cam. Anh em sẽ thấy màu cam nó khá là giống với cả Adobe RGB, tuy nhiên nó sẽ nhỏ hơn một chút ở cái vùng màu tím và đỏ, màu xanh dương và đỏ. Rồi, anh em có thể thấy ba cái màu chúng ta đo được của chiếc màn hình này là ba cái chấm ở đây. Thì cái tam giác màu đỏ là cái vùng màu chúng ta đo được, phải nói là rất rộng đúng không? Nó bao phủ hoàn toàn cái khu vực màu sRGB ở đây, tức là nó rất rộng hơn sRGB rất nhiều. Đó, và kết quả chúng ta đo được này, 100% sRGB là chắc chắn rồi. Bởi vì cái thước đo này của chúng ta còn to hơn cả cái thước sRGB. sRGB dài có 1 mét, làm sao mà đo được cái quãng đường 10 mét, trừ khi đo nhiều lần đúng không? Đấy, thì giải màu Adobe RGB lên tới 90%, quá uy tín luôn, cực kỳ ngon. DCI-P3 cũng đạt tới 97%, phải nói tấm nền quá tốt. Và NTSC đạt 88%. Vâng, tiếp theo nữa chúng ta sẽ đến với cái tone response. Tone response này thì mọi người sẽ thấy nó không được mỹ mãn, không được hoàn hảo, không được perfect fit theo cái giải gamma 2.2. Ở vùng trên này nó sẽ hơi cao hơn một chút, nhưng mà lý do ấy thì lại rất đơn giản thôi. Bởi vì nếu như anh em mở cái OSD này lên nhá, đó, anh em sẽ thấy ở trong phần contrast ở bên kia, anh em thấy không? Chúng ta sẽ có contrast đang là 70. Mặc dù mặc định của nó sẽ không nằm ở 70 đâu, nhưng mà lúc mà mình đo thì mình không để ý, thế là mình để nó 70 cho nó như thế này. Nhưng mà không sao cả, cái này nó sẽ ảnh hưởng đến những cái màu tối này, những cái màu sắc độ tối ấy, thì nó sẽ hơi lệch nhiều chút, nhưng mà anh em có thể cân chỉnh lại dễ dàng ngay trong OSD nhá. Brightness and contrast thì như mình đã nói, bật HDR lên chúng ta sẽ có 400 nits mà nó còn cao hơn thế cơ, khoảng 420 nits này. Và cái contrast của chúng ta hoàn hảo, 1000:1 cho tấm nền IPS, quá đẹp luôn. Còn cái delta E của nó, cái white point của nó, cái white point, cái nhiệt độ màu ấy,
thì cũng rất chuẩn ở cái độ sáng là 75%, chuẩn D65 luôn, 6500 white point chuẩn đét luôn. Đó, và kể cả hạ độ sáng xuống 0% vẫn đạt khá là ngon ở 6000 và 100% là 6600. Nói chung là cái màu trắng con này nó chuẩn. Đấy, đại khái nó chuẩn. Nó sẽ không bị ngả vàng, cũng không bị ám xanh. Chuẩn trắng luôn, D65 luôn. Tuy nhiên thì ở cái độ sáng thấp nhất 0%, mọi người sẽ thấy contrast bị tụt một mạch từ 800 xuống còn 500. Cho nên là mình khuyên là nếu anh em sử dụng chiếc màn hình này để làm đồ họa ấy, thì hãy sử dụng nó ở mức khoảng 25% đổ lên nhá, là sẽ rất là ổn. Ổn cả về cái white point, cả về cái độ tương phản, để anh em có thể làm việc một cách tốt, thoải mái và dễ chịu. OSD setting thì nó chỉ đơn giản là đo cái contrast cũng như là cái độ sáng tối đa thôi. Thì mình cũng đã nói rồi, 6500 chuẩn này, 416 này, contrast 1030:1 rất là ngon. Screen uniformity thì có lẽ là sau khi một thời gian mình bị ốm, như là mình hơi ngáo tí ấy, thì quả đặt máy đo của mình nó không chuẩn lắm. Đấy, đặt máy đo ở góc trên, cái góc đầu tiên nó bị lệch, cho nên là đo hơi sai. Nhưng mà ở cái khu vực những vùng còn lại, mọi người có thể thấy là cái độ sai lệch giữa các khu vực trên tấm nền của nó cực kỳ tốt, đặc biệt là cái độ sáng 75% nhé. Đây, độ sáng 75% đây, nó đều cực kỳ luôn, tấm nền này đều một cách bất ngờ luôn. Đấy, anh nghe thấy không? Đây là cái chỗ mình đặt lệch này, nó đo sai bét nhè luôn, nhưng mà thôi, chúng ta có thể bỏ qua cái đấy. Về cái độ đồng đều sáng ấy, thì chúng ta tạm thời bỏ qua lại. Đây. Đó, mọi người có thể thấy là cái màn hình này nó sẽ có cái xu hướng ở giữa sáng, thì đương nhiên rồi, ở giữa sáng bởi vì là hai cái đèn nền ở cạnh trên và cạnh dưới nó hắt vào thì nó sẽ sáng ở giữa. Nhưng mà cái phần khu vực ở trên này sẽ có xu hướng sáng hơn một chút so với khu vực ở dưới này nha mọi người. Cho nên nếu như mà chúng ta làm việc với chiếc màn hình này sẽ ưu tiên để cái không gian ở trên này. Và thật tình cờ là nếu như mà anh em dựng video chẳng hạn, anh em làm biên dựng chẳng hạn, thì cái giao diện làm việc chúng ta sẽ có phần dưới này chủ yếu là timeline các thứ này, khu vực 1/3 màn hình ở dưới chủ yếu là timeline và các cái sụp monitor các thứ anh em để ở đây. Đó, à không phải sụp monitor, ở trên này, ở dưới này sẽ là cái footage các kiểu anh em ném vào timeline ở đây, rồi ở trên này sụp monitor rồi effect các thứ, thì cái khu vực ở trên này này nó lại có độ sáng tốt hơn và cái độ đồng đều cũng tốt hơn, cho nên anh em làm việc dựng video trên màn hình này ở khu vực 2/3 phía trên khá là ok, rất là ngon. Độ chính xác màu thì đúng như mình đã nói là với cái tone response như này thì những cái màu tối nó sẽ hơi bị ảnh hưởng, nhưng mà mình lười đo lại quá cho nên là anh em thông cảm nhé. Cái đây, độ chính xác màu đó, những cái vùng màu tối thì nó sẽ hơi lệch, nhưng mà thật ra chiếc màn hình này ấy, nó sẽ chỉ lệch ở những cái màu tối hẳn thôi đó. Và cái delta E của nó về trung bình vẫn rất tốt, hầu như tất cả các màu đều có delta E độ lệch nhỏ hơn 2, kể cả màu 1F cũng nhỏ hơn 2 luôn. Đó, và delta E trung bình kể cả mình đo có lệch có sai thì trung bình nó vẫn là 1.4. Rất tốt, nói chung là ngon bất ngờ luôn anh em. Rõ ràng là với cái tầm giá như thế này cộng thêm những cái tính năng của nó, ví dụ như là USB Type-C, DisplayPort 1.4 và hai cổng HDMI 2.0, quá ngon để anh em có thể làm được rất nhiều thứ khác nhau, chứ không chỉ là làm đồ họa đơn thuần là thiết kế graphic các thứ, mà anh em có thể làm được rất nhiều thứ. Vâng. À, còn một tính năng nữa, cái màn hình này hỗ trợ loa nhá, có hai cái loa 5W ở hai bên nữa. Vâng, với kết quả đo đạc và trải nghiệm thị giác như vậy thì cá nhân mình đánh giá nhá, chiếc màn hình này nó khá là phù hợp, không phải khá mà là rất phù hợp cho những ai mà có cái nhu cầu giống như mình. Giống như mình là giống như thế nào? Là một người làm sáng tạo nội dung, là một người làm việc thì cần một cái không gian làm việc rất là rộng để mình có thể mở nhiều tài liệu cùng một lúc này, mở nhiều thư mục, mở nhiều cửa sổ cùng một lúc. Thì một chiếc màn hình với kích thước lớn 27 inch không gian vật lý đã tốt rồi nhá, lại còn thêm cái độ phân giải 4K nữa, tức là cái không gian hiển thị ở bên trong, tức là PPI của nó ấy, cũng rất tốt nữa. Đâm ra là cái việc đa nhiệm nó có thể nói là rất tuyệt vời với chiếc màn hình này. Đó là một. Thứ hai nữa là về màu sắc. Về màu sắc thì với kết quả đo vừa rồi thì đúng là LG vẫn cứ là LG. Đoạn đầu video mình cứ nói là không thích cho nó gọi là tạo drama cho anh em gọi là hóng thôi. Chứ còn bản thân mình thì rất là ấn tượng với chiếc màn hình LG, đặc biệt là về khả năng tái tạo màu sắc hiển thị của nó. Tấm nền LG luôn luôn làm cái gì đó rất là đẳng cấp. Đấy. Và còn gì nữa không nhỉ? Anh em đã thấy là với những cái tính năng vừa rồi, khả năng hiển thị vừa rồi, và đặc biệt là cổng USB Type-C cực kỳ là tiện lợi, đặc biệt là cho những ai mà chơi, không phải chơi, làm công việc văn phòng cũng như là sử dụng với những chiếc Ultrabook hay là MacBook thì phải nói là hết được chẳng. Còn anh em thấy sao? Hãy chia sẻ bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Và đừng quên là link sản phẩm luôn ở dưới phần mô tả video. Còn bây giờ thì như mọi khi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Mà muốn hẹn gặp lại đúng không? Thì phải đăng ký kênh thì mới gặp lại đi chứ.
đăng ký TNC Channel. Còn nếu như mà muốn gặp Sơn Dâu nhiều hơn thì bên ngoài stage cũng đang chờ đón anh em nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt thật.